Xin chúc bác và anh em một mẫu vang cực kỳ là chất lượng. LAVV1 là một mẫu vang số loa cơ đang được bán chạy nhất hiện nay. Bên cửa hàng Tùng Audio đã có hai màu, hai phiên bản cho anh em lựa chọn. Và đặc biệt ở thời gian này bên em đang có chương trình khuyến mại xả hàng với mức giá không tưởng dành cho bác và anh em. Với mức giá liêm yết tại thị trường cũng như bên cửa hàng Tùng Audio, con mẫu vang số loa cơ LAVV1 này đang có mức giá là 3.800.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay bên cửa hàng Tùng Audio quyết định giảm giá sàn cho con LAVV1 này với tiêu chí là muốn tiếp cận tất cả người tiêu dùng với một cái chất âm hay nhất với một dòng sản phẩm của LAVV1 mang lại. Và giá hiện tại khi xả hàng chỉ còn là 3.200.000 đồng với em LAVV1 này thôi. Đây là một cơ hội dành cho tất cả bác và anh em lên nắm bắt thời cơ này. Với mẫu vang số lai cơ này thì các bác và anh em bỏ qua đi những suy nghĩ các bác và anh em sử dụng dòng vang số. Thứ nhất là rất khó điều chỉnh chất âm đúng không ạ? Nhưng mà với em LAVV1 này thì lại hoàn toàn khác. Đây là mẫu vang số lai cơ các bác nhá. Số lai cơ là sao ạ? Là mang trong mình tính năng và chất lượng âm thanh của vang số, nhưng lại có thể điều chỉnh hết được bằng cơ luôn cho bác và anh em sử dụng một cách chi tiết với em LAVV1 này. Không cần phải mất thời gian khi các bác và anh em chỉnh qua máy tính, không cần phải mất thời gian khi các bác và anh em chỉnh qua phần mềm. Với em LAVV1 này, tất cả những cái thao tác tay các bác và anh em có thể điều chỉnh được chi tiết với cái dòng vang số lai cơ cực kỳ hay và chất lượng này. LAVV1 là mẫu sản phẩm chính hãng của LA các bác nhá. Có tem thương hiệu, có mã QR cho bác và anh em check hàng. Với mẫu này thì có đầy đủ tính năng luôn, có kết hợp cổng quang USB, Bluetooth cho bác và anh em lấy nhạc. Ngoài ra effect echo vang nhại con này thì rất là mượt mà, bởi nó mang cho mình một chất âm rất là hay của dòng vang số. LAVV1 đang có giá rất là tốt các bác nhá, đang có giá rất là tốt. Từ 3.800.000 mà giảm xuống tận chỉ còn là 3.200.000 thôi. Thì em nghĩ ở đây các bác và anh em không thể nào là không nắm bắt cái cơ hội này, sử dụng ngay một con LAVV1 để thứ nhất là về các bác và anh em trải nghiệm được một cái chất âm hay nhất với cái dòng sản phẩm này mang lại. Thứ hai là tiếng của con LAVV1 này em đảm bảo bác và anh em vượt xa khỏi tầm giá những cái dòng vang cơ lai số. Những cái dòng vang số thì chắc chắn là cũng không thể nào bằng em LAVV1 này được. Ngoài ra thì với mẫu mới của năm 2022 thì đã có luôn điều khiển cho bác và anh em điều chỉnh một cách chi tiết với cái dòng vang số lai cơ rất là hay của VB1 này. Đấy, các bác và anh em nhìn thấy mặt hình thức chưa ạ? Rất là hoành tráng đúng không ạ? Rất là đẹp với cái mẫu LA này. Khi các bác và anh em để phòng khách thì em đảm bảo bác và anh em sẽ trang trọng hơn, quý phái hơn rất là nhiều với phiên bản màu trắng này. Và phiên bản màu đen thì sao? Cũng rất là mạnh mẽ. Để các bác và anh em nào thích sự huyền bí, thích sự mạnh mẽ với dòng sản phẩm LAVB1 phiên bản màu đen, có dây kết nối, các bác và anh em có thể là kết nối cổng quang USB hay Bluetooth với mẫu này. Và ngoài ra này thì khi các bác và anh em sử dụng có thể điều chỉnh hết bằng cơ các bác nhá. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều tần số các bác và anh em lựa chọn, từ 57Hz cho đến tận 16kHz. Có các phím điều chỉnh của effect, của mic, của music, phần modem để các bác và anh em điều chỉnh chi tiết những cái phần mềm bên trong em LAVV1 này. Ngoài ra thì đi kèm luôn luôn là có đĩa phần mềm. Các bác và anh em nào muốn setup một cái chất giọng hay nhất thì bên em có thể hỗ trợ cho các bác và anh em toàn phần luôn. Về các bác và anh em chỉ việc trải nghiệm em LAVV1 này, em đảm bảo các bác và anh em chỉ cần mua một lần là các bác và anh em ưng ý tới già với cái mẫu LAVV1 này các bác ạ. Và đang có giá rất là tốt. Em nhắc lại một lần nữa, 3.200.000 đây là mức giá mà không tưởng được các bác ạ. Không tưởng được, bởi vì sao? 3.200.000 đang là mức giá sàn bên cửa hàng Audio Hải Dương. Em bán mẫu này hầu như và dường như là tặng cho các bác và anh em chơi thử thôi. Đấy. Và mẫu này thì đã có rất nhiều các bác và anh em đặt hàng rồi. Tiếng chất âm các bác và anh em phản đối lại là cực kỳ hay, rất là sắc nét. Thì tiện đây em cũng test luôn cho bác và anh em đỡ thắc mắc với cái chất âm của em LAVV1 này các bác nhá. Ở đây em sử dụng luôn mic dây để các bác và anh em thấy được là cái tiếng chất âm cơ bản khi các bác và anh em sử dụng kể cả mic nào cũng được. Với cái bộ trang thiết bị như này thì nó sẽ không hề kén loa này, không hề kén mic này. Anh em lắp vào bộ nào, anh em lắp vào trang thiết bị gì, rẻ tiền hay đắt tiền, thì em đảm bảo bác và anh em hát vẫn hay, hát vẫn là buffet, được chưa ạ? Ok, em cùng các bác và anh em sẽ test luôn chất âm của em LAVV1. Alo 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10.
Ok, các bác và anh em đã trải nghiệm chất âm của em LAVB1 đúng không ạ? Các bác và anh em có thể là bình luận cái tiếng chất âm ở dưới phần bình luận của video giúp em nhé. Và riêng quan điểm cá nhân em cũng như rất nhiều bác khách hàng đặt hàng với cái mẫu LAVB1 này, tiếng của em LAVB1 về ECHO rất sáng các bác ạ. Nghe nó rất là sướng tai bởi vì nó mang cho mình phần mềm là của vang số. Nên là tiếng chất âm thanh của nó thì nó khác biệt hoàn toàn so với những mẫu vang thông thường. Khi bác và anh em sử dụng mẫu này thì chắc chắn là về các bác và anh em hát sẽ cảm thấy yêu đời hơn, thấy thích cái giọng hát của mình hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã có một cái chất lịnh giọng. Và thứ hai là nó đã có phần mềm chỉnh sửa cái chất giọng của bác và anh em, làm cho bác và anh em cảm thấy là hát bài nào cũng ưng ý với mẫu LAVB1 này. Và đang có giá tốt thì các bác và anh em hãy nắm bắt cơ hội này, hãy gọi điện trực tiếp bên cửa hàng Tùng Audio, số điện thoại em để luôn cho bác và anh em gọi điện được đặt hàng nhé. Và mẫu này thì em đảm bảo bác và anh em từ nay đến cuối tháng là sẽ cháy hàng. Nên là các bác và anh em nào muốn sử dụng ngay, muốn nhận được ngay một em LAVB1 thì chắc chắn là không chần chờ gì nữa, gọi điện cho Tùng Audio Hải Dương, số điện thoại là 0979 629336 các bác nhá. Mẫu này luôn luôn có bảo hành 12 tháng của hãng luôn các bác ạ, của hãng luôn, và một đổi một trong vòng 1 tháng. Bên em ship tận nhà, giao tận giường cho bác và anh em với mẫu LAVB1 vang số loài cơ rất là hay. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.